Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 9 tháng 5 năm 2022, thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có rất là nhiều những cái mặt hàng lan mới về cập bến, những cái dề cáo hàng đang chi chít nụ hoa, thêm rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần và những cái mặt hàng kg cực kỳ là đẹp với cái giá vô cùng là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí chỉ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Với cước phí rất là yêu thương như vậy thì khi mà cô chú anh chị đặt lan bên em với khoảng tầm chục kg, cước phí cũng chỉ rơi vào khoảng tầm 70-80.000, và 5-6 cân thì cước phí cũng chỉ rơi vào khoảng tầm 50.000, 55.000 thôi cô chú anh chị nhé. Nên là cô chú anh chị hết sức là yên tâm khi mà đặt lan bên cơ sở lan rừng nhà em với gói cước cực kỳ là ưu đãi như vậy. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Trước tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái dòng dáng hương đuôi sóc cô chú anh chị này. Đuôi sóc với những cái bông hoa, những cái chùm hoa tím rất là xinh đẹp luôn, mà rất là tiếc là bây giờ cây nó đã nở hoa rồi cô chú anh chị ạ. Dáng hương đuôi sóc lô hàng về khá là lớn, hiện tại cũng có những cây còn đang có nụ nhưng mà nó đã nở hoa rồi cô chú, đa số nhiều cây đã nở hoa rồi. Và nếu như còn nụ thì nó cũng chỉ là cái kiểu là nụ thì nó cũng sẽ còn nụ mất đấy cô chú anh chị. Cây khá là lớn cô chú anh chị nhé, có những cây khủng luôn. Em bán dáng hương đuôi sóc này với giá chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi, và cái mùa hoa cũng là mùa ghép tuyệt vời nhất của dòng dáng hương đuôi sắc đẹp. Và bên này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi trồn cũng vậy, hàng cây nhỡ nhỡ vừa vừa cô chú anh chị ạ, không quá nhỏ cũng không quá lớn, và cây thì hiện tại cũng nhiều cây đang nhú nụ như thế này nhá. Dáng hương đuôi trồn em bán với giá là 180.000 cho 1 kg dáng hương đuôi trồn ạ. Và bên này đây sẽ là dòng hoàng thảo đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Cái hàng này thì tầm bây giờ là nó vừa mới nở hoa xong ấy, vừa mới ra hoa xong ấy, nên là cây cũng sẽ đang bắt đầu là rụng lá và cũng đang chuẩn bị là lên cái mầm chồi tơ mới. Nếu như cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái mặt bông phải nói là cực kỳ là đẹp của gà tròn vùng Cao Bằng, có thể liên hệ đặt hàng với em. Em bán chỉ có 190.000 cho 1 kg gà tròn vùng Cao Bằng. Cô chú anh chị lấy từ 3 kg em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan thanh đạm sữa, em bán với giá là 60.000 cho 1 kg, một cái dòng hàng sức sống rất là mãnh liệt, dễ thuần dễ chăm, hoa vô cùng là sai, giá cực kỳ là rẻ nhưng về mặt thẩm mỹ không hề kém cạnh bất kỳ một tí dòng lan đắt tiền nào, hoa rất là sai bông luôn, với những chùm hoa trắng sữa rủ dài rất là đẹp cô chú anh chị nhé. Nửa kg cô chú anh chị được một cái dòng lan cực thanh đạm rất là đẹp rồi luôn rồi đấy ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng lan kiếm bích thủy hay còn gọi là dòng lan kiếm hồng hoàng ấy cô chú anh chị. Dòng này thì khi mà nở hoa, hoa cũng đua đa rất là nhiều những cái màu sắc ạ. Và hiện tại thì cây kiếm bích thủy này nó đang bắt đầu là lên những cây mầm chồi tơ mới, và cũng là cái mùa mà chuẩn bị nó sẽ cho hoa cô chú anh chị nhé. Và dòng kiếm bích thủy em bán 80.000 cho 1 kg và 150.000 cho 2 kg ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng cây thông đất hay còn gọi là cây dâu rồng. Với dòng lan có thể một dòng cây có thể trồng làm tiểu cảnh rất là tuyệt vời, và đặc biệt là nó hỗ trợ điều trị bệnh teo não của tuổi già ấy ạ, một cách cực kỳ là hiệu quả luôn. Cô chú anh chị có thể lên Google để search về cái tác dụng dược liệu tuyệt vời của dòng thông đất này nhá. Em bán chỉ có 110 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương bạch nhạn cô chú anh chị ạ. Hoa thì thơm dịu rất là tuyệt vời luôn. Dáng hương bạch nhạn thì hàng bên em cũng đã lựa chọn rất là kỹ rồi, và bây giờ cũng là cái đang mùa nụ ấy. Mùa nụ mùa hoa cô chú anh chị này. Đây, đây bông dáng hương bạch nhạn hoa rất là to và hương thơm đậm đà tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Cái dòng dáng hương bạch nhạn này thì em bán với giá là 170.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài, với những cái bông hoa rất là to. Cô chú anh chị thấy là người ta bán những cái chậu lan hài vệ nữ thuần, một chậu chỉ có một bông thôi cũng lên đến 150 cho một chậu ạ. Và cái dòng lan hài vệ nữ này thì cũng là một trong những cái dòng lan mà rất là dễ thuần dễ chăm đấy ạ. Em bán với giá chỉ có 80.000 cho 1 kg thôi, hàng thì cực kỳ là tươi và đẹp luôn. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hàng thảo đơn cam.
Em bán là 650.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị nếu là những người chơi lan, em nghĩ rằng chắc chắn là nhiều người, ai đa số là đều muốn chinh phục và sở hữu những cái cây đơn cam với sắc cam lửa rực rỡ này. Và dòng đơn cam này thì mùa này nó đã nở hoa rồi cô chú anh chị nhé. Và thường thì cứ phải mùa hoa thì người ta mới tìm thấy những cái cây đơn cam, bởi vì cây đơn cam này thì thân của nó bé, thân ngắn mà rất là giống với cả thân gỗ, nên là nhìn ở trên từ dưới thấp lên trên cao thì gần như là không nhìn thấy, nên là thường là cứ phải đến mùa hoa thì người ta mới tìm thấy cô chú anh chị ạ. Đấy, mùa hoa cũng là cái mùa mà cây sẽ lên mầm chồi, nên là sẽ rất là cái mùa rất là đẹp để cô chú anh chị ghét sưu tầm những cây đơn cam nhé. Em sẽ bán từ 0,1 kg cô chú anh chị ạ. 0,1 kg cô chú anh chị cũng được 65.000, cô chú anh chị có thể sưu tầm được những cây đơn cam rất là đẹp để sưu tầm cho sân vườn rồi. Và bên này đây sẽ là dòng lan tiểu hồ điệp này cô chú anh chị này. Đó, cái dòng này thì rất là dễ trồng dễ chăm luôn ạ. Tiểu hồ điệp cây bé nhỏ như những cần hoa của nó vươn rất là cao, đa sắc màu rất là rực rỡ luôn. Và dòng tiểu hồ điệp này thì em xin phép bán với giá 200.000 cho 1 kg. Và em sẽ bán từ 0,3 kg để cô chú anh chị có thể sưu tầm đủ cho mình những cái giò chậu hồ điệp rất là tuyệt vời cho sân vườn ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy, hàng lên mầm chi chít luôn cô chú anh chị này. Đó, mầm quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhá. Hàng này thì thường là hoa nó sẽ nở vào đúng cái thời điểm Tết hoặc là đầu xuân, tùy thời tiết của từng vùng miền đấy ạ. Và một lô như thế này cô chú anh chị làm được chắc phải tầm ít nhất là 2 chậu, với giá em chỉ bán có 60.000 thôi. Và bên này đây thì em có một cái lô này là lô gì đây nhỉ? Nhất điểm hoàng ạ. Dòng lan nhất điểm hoàng, cái lô này em bán với giá là 40.000 nhá cô chú anh chị nhá. Sang bên này thì em có hai cái lô hài dâu xanh. Một cái dòng lan hài mà có cái mặt bông mang hình dáng những chiếc hài vào ấy, những chùm dâu dài rất là độc đáo và đẹp luôn đấy ạ. Hài dâu xanh mỗi một lô như vậy em xin phép được bán với giá là 60.000 cho một lô nhá cô chú anh chị nhá. Đặc biệt hôm nay thì em có cái lô hoàng thảo nghệ tâm, có duy nhất hai lô thôi mà hoa của nó còn có tên là thạch hộc duyên dáng. Cái dòng hoàng thảo nghệ tâm dễ thuần dễ chăm, bông hoa thì quá là xinh yêu luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, thân bé nhỏ nhưng như em nói rồi đấy ạ, rối tinh rối mù, nhưng mà khi mà sổ hoa thì cái vẻ đẹp của nó thật sự là rất là khó cưỡng khi mà cô chú anh chị ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan hoàng thảo nghệ tâm thạch hộc duyên dáng này. Một cái lô hoàng thảo nghệ tâm như vậy em bán với giá là 60.000 nhá. Và em chỉ có duy nhất là hai lô để cô chú anh chị sưu tầm thôi. Đó, rất là tiếc là bây giờ nó đã nở hoa rồi ấy, nên là cô chú anh chị về cũng chỉ được làm giống thôi cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây thì em có hai cái phần hài Helen, mệnh danh là những nàng công chúa tóc vàng. Dòng lan phân bố hẹp và đặc hữu của vùng miền Cao Bằng. Cái chỗ lô hài Helen này có một rề lớn này và khá là nhiều những rề nhỏ nữa. Và cái lô hài Helen này em xin phép bán 120.000 nhé. Đó là lô số 1 ạ. Và lô số 2 này cô chú anh chị này, hoa cực kỳ là sai bông. Dòng lan hài Helen hiện tại cũng đang chuẩn bị đi đến mùa hoa rồi. Cái phần hài Helen số 2, cái phần này em xin phép được bán giá 90.000. Hai lô hài mốc hồng, mỗi một lô như vậy cũng tầm chắc trên 50.000 cho một lô cô chú anh chị ạ. Mỗi một lô hài mốc hồng như vậy em bán giá là 45.000. Và ở đây thì em có 4 cái lô hài Trần Liên cô chú anh chị nhé. 4 lô hài Trần Liên, mỗi một lô thì cực kỳ là nhiều cây luôn. Và một trong những cái dòng lan hài mà cực kỳ là xinh đẹp. Em nghĩ là cô chú anh chị chơi yêu thích cái dòng lan hài, chắc chắn là ai cũng muốn sở hữu những cái cây hài Trần Liên này. Dễ thuần dễ chăm, hoa rất là đẹp. Với giá em bán là 90.000 cho một cái lô hài Trần Liên. Sang bên này đây thì em có những cái bụi Samurai cô chú anh chị nhé. Dòng hoa phải nói là siêu thơm cô chú anh chị ạ. Dòng Samurai hoa siêu thơm. Dòng này thì hoa thơm mà nó lại nở hoa quanh năm ạ. Và hiện tại thì đây mỗi một chậu Samurai như vậy thì nó sẽ có ít nhất là 3 thân cô chú anh chị nhé. Và em bán với giá 150. Đấy, hôm nay em lên mạng lướt thì thấy là có nơi người ta bán một chậu Samurai như vậy với giá lên đến 400 cô chú anh chị ạ. Đấy, hoa cực kỳ là thơm. 150.000 cho một bụi Samurai nhé. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan nữ hoàng bóng đêm ạ. Với những bông hoa sắc trắng rất là xinh xắn đẹp như thế này, hoa cũng thơm và cũng cho mình hoa quanh năm. Một chậu nữ hoàng bóng đêm với giá chỉ có 80.000. Đó, 80.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hoa rất là thơm luôn, cực kỳ là thơm luôn đó cô chú anh chị. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều tím Thái. Cái dòng hàng này khi mà cô chú anh chị sưu tầm nó, chắc chắn cô chú anh chị sẽ cảm thấy rất là bất ngờ về cái tốc độ phát triển cũng như là lớn rất là nhanh chóng của dòng lan kiều tím Thái này cô chú anh chị ạ. Về trồng khoảng tầm 1 năm sang năm thôi cô chú anh chị thấy cái sự thay đổi của nó một cách là bất ngờ luôn, không nghĩ là nó lại lớn nhanh và to mập khỏe đến thế. Rất là dễ trồng dễ chăm, và đặc biệt cái dòng kiều tím Thái này hoa của nó rất là đậm như thế này.
Và đây là những cái tác phẩm, những cái mặt bông của dòng lan kiều tím Thái đây cô chú anh chị nhé. Hoa siêu đậm đà như thế này này. Và ngoài ra thì cây thì ngắn lùn nhưng mà rất là sai bông với những chùm hoa rất là dài và cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, có cô chú anh chị năm ngoái được lấy bên em và năm nay tiếp tục lấy sở muốn lại muốn sưu tầm thêm rất là nhiều những cái chậu nữa. Bởi vì nó quá đẹp cô chú anh chị ạ. Với giá em chỉ bán có 130.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị này, 130 cho một cái chậu kiều tím Thái như vậy đi ạ. Và bên này đây sẽ là dòng lan kiều vàng, kiều vàng mỡ gà ấy cô chú anh chị. Mà cái dòng này thì hoa của nó kiểu gần giống như là dòng hoa đột biến, hoa vàng và cái lưỡi lưỡi vàng đậm gần như là đỏ cô chú anh chị ạ. Cây này cũng thế, cái độ phát triển của nó dễ thuần dễ chăm cũng cực kỳ là dễ sống luôn. Em bán với giá là 130 nhé cô chú anh chị nhá. Một cái chậu kiều, một cái chậu vũ nữ vàng, hoa vàng ấy cô chú anh chị, hoa cánh vàng rộm và cái lưỡi đỏ rất là đẹp luôn nhá. Em bán với giá là 80.000 cho chậu này thôi ạ. Và bên này sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ. Bình thường cô chú anh chị thấy rằng là trầm rồng đỏ Tết là người ta thường bán theo thân đúng không ạ? Với chậu trầm rồng đỏ như vậy thì rơi vào ít nhất là 3 thân hoặc là 4 thân tùy cái độ cao lớn của nó cô chú anh chị nhá. Em chỉ bán với giá có 150.000 cho một chậu này thôi. Và cái hàng này, một chậu như thế này thì đến cuối năm chắc chắn không rơi dưới 300.000 nếu như cô chú anh chị mua vào đúng thời điểm Tết. Cái dòng hoa nở đúng cái thời điểm Tết ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này cô chú anh chị này. Chậu sẽ khoảng tầm 3 thân hoặc là chậu khoảng chậu 2 thân, chiều cao từ 45cm trở lên cô chú anh chị ạ. Chiều cao từ 45-50cm trở lên nhé. Và với những cái chậu 2 thân em xin phép bán 150. Đấy, chậu 2 thân bán 150 rất là cao và rất là đẹp luôn. Đấy. Và cái chậu mà có 3 thân thì em xin phép bán với giá chỉ có 170 thôi. Nó quá là tuyệt vời. Với một chậu như thế này khi mà nó nở hoa đến cuối năm cô chú anh chị, nó sẽ dài khoảng tầm 8-90cm là ít. Bởi vì bây giờ nó đã đang đua ngọn như thế này, mới có đầu năm mà nó đã đua ngọn và cao khoảng tầm 40cm trở lên rồi cô chú anh chị nhé. Đấy, để đến cuối năm mình có thể có được cái chậu điệp 5 cánh trắng rất là tuyệt vời để mà thưởng thức rồi. Sau bên này đây sẽ là dòng giả hạc phi giả hạc Hawaii trắng xưa cô chú anh chị ạ. Giả hạc Hawaii trắng xưa với chậu như vậy cũng rơi vào ít nhất là 3 thân trở lên này cô chú anh chị này. Giả hạc Hawaii trắng xưa, một cái dòng lan mà đã làm mưa làm gió rất là lâu nay rồi. Em bán một cái chậu giả hạc Hawaii trắng xưa như vậy với giá chỉ có 150 nhá chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu đen đỗ úc mắt đen. Thì chậu như vậy cực kỳ là sung xuê luôn. Hoa cũng sẽ nở Tết hoặc là đầu xuân, rơi vào ít nhất là khoảng tầm 9-10 thân. Mà hoa của nó rất là đậm đà, dòng mặt bông dendro rất là đẹp cô chú anh chị nhé. Có 190 cho một chậu. Đây ạ, cô chú anh chị thấy này, những cái chậu cực kỳ là căng mướt, dễ trồng, dễ chăm. Sang bên này đây thì em có những cái chậu đùi gà dẹp. Một chậu như vậy thì cũng rất là nhiều thân ạ. Một chậu vừa gà dẹt như vậy em cũng bán là 190. Bên này đây thì em có cái chậu phi điệp này đang nở hoa. Cả buổi tối mà cánh còn rất là cong và rất là bay như thế này. Đấy, một cái chậu này thì rất là sum xuê và mầm gốc lên chi chít, em bán là 160 cho cái chậu phi điệp này cô chú anh chị nhé. Và đây là một chậu đang nụ này. Chậu đang nụ này thì nó cũng đang lên mầm đẹp. Và chậu này thì em thấy là đây, cô chú anh chị nhìn kỹ giúp em, như có tầm như này nụ nhá. Em bán chậu này với giá là 140 này. Sau bên này đây sẽ là dòng phi điệp cánh viền. Và nếu cô chú anh chị là những người chơi lan đã lâu năm chắc hẳn biết cái dòng phi điệp cánh viền này, hoa nở thứ nhất nở đúng thời điểm Tết, thứ hai là một mặt bông đẹp nổi tiếng. Bởi vì đi dự những cái nó đã từng đi dự rất là nhiều triển lãm và được giải cực kỳ là cao ở những cái hội triển lãm, người ta khi mà người ta trồng ấy. Và cái mặt bông này đã đi dự triển lãm và được giải rất là cao cô chú anh chị nhé. Một chậu như vậy rơi từ 4-5 thân trở lên, rất là sum xuê đẹp. Em bán với giá là 160 cho một chậu phi điệp cánh viền. Sau bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc Ono. Giả hạc Ono mầm tím lịm luôn và hoa thì bông hoa cực kỳ là tím. Chậu giả hạc Ono chi chít mầm như vậy với giá chỉ có 90.000. Kiều vuông cánh trắng với giá em bán là 180 cho cô một chậu cô chú ý chị nhé. Sau bên này đây sẽ là những cái cây lan vũ nữ mà theo em là những cái dòng vũ nữ mà đẹp và đáng sưu tầm nhất cô chú ý chị ạ. Đẹp và đáng sưu tầm nhất này. Những cái chậu vũ nữ này thì trước tiên là vũ nữ sô cô la baby cô chú ý chị ạ. Một cần hoa sô cô la baby này nở thôi cũng đủ thơm khắp cả không gian rồi. Sắc hoa sô cô la đậm, bông hoa đỏ đậm và cực kỳ là thơm, bông hoa to cô chú anh chị nhé. Một chậu như vậy thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 giả hành và có cần hoa rất là cao và rất là đẹp. Hoa đang bắt đầu là phân nhánh rồi cô chú anh chị ạ, bắt đầu là phân nhánh rồi nhá. Em bán với giá 140. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu này là chậu vũ nữ ngọc, dòng lan ngọc nữ nhá. Một chậu như vậy thì cũng sẽ rơi vào ít nhất là 2 cần hoa với những cái bông hoa sắc tím và phân nhánh cực kỳ là đẹp. Em cũng bán với giá 140. Và bên này sẽ là những cái chậu vũ nữ, đây là cái dòng vũ nữ, dòng ngọc nữ của chú anh chị ạ. Hoa siêu thơm luôn.
Hiện tại thì cây đang ngậm nụ ngách lá cũng với giá 140. Chậu thì 3-4 giả hành trở lên hết ạ. Và sang bên này thì sẽ là những cái chậu một nữ nhện xanh cô chú anh chị này. Dòng hoa này thì bông hoa rất là to và cực kỳ là độc đáo luôn. Cây này cũng cho mình hoa quanh năm ấy, hiện tại đang ngậm nụ này, có những cây này đang nở nụ rồi. Em cũng chỉ bán có 140 cho một chậu thôi nhá. Có chậu sơn thủy tiên rất là đẹp. Đấy, mầm chi chít lên mầm cực kỳ là mê là đẹp như thế này. Và một chậu sơn thủy tiên như thế này em xin phép bán với giá là 250 này cô chú anh chị này. Và bên này đây sẽ là những cái bảng trầm trắng, hàng chuẩn mặt bông là trầm trắng cô chú anh chị nhá. Dòng hàng này nó là cái hàng cấy mô trực tiếp từ cái cây trầm trắng ở rừng ấy cô chú anh chị, nên cô chú anh chị có thể thấy là bông hoa của nó trắng này. Cánh bầu y xì cái mặt bông của dòng trầm trắng trắng đột biến của rừng nhá. Và một cái chậu như vậy thì em bán hàng chậu mầm cho tương lai mùa sau thôi cô chú anh chị ạ. Em bán với giá là 130. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây hải vân nam, phải nói là cực kỳ là xinh đẹp luôn ạ. Hàng thì hiện tại vừa mới nở hoa thôi, nên là về cô chú anh chị chắc chắn vẫn còn chơi được ít nhất là khoảng tầm 3 tháng cô chú anh chị nhá. Cái chậu là lan hải vân nam rất là đẹp đấy ạ. Và một cái chậu lan hải vân nam như vậy sẽ có hai cái nụ hoa. Đó, hai nụ hoa rất là xinh đẹp, cây cực kỳ là khỏe như vậy. Và em bán với giá là 160 cho một chậu của chú anh chị nhé, 160 ạ. Bên này đây sẽ là dòng lan hài Lecocilium. Lecocilium này thì em bán một cái chậu hài Lecocilium như vậy. Giá là 200.000 của chú anh chị nhé. 200.000 cho một chậu Lecocilium. Này đây sẽ là những cái cây trứng bướm của chú anh chị ạ. Đây ạ, những cái cây trứng bướm. Cái dòng lan mà hoa bé nhỏ, sắc hoa tím cực kỳ là xinh đẹp đẹp. Cây thì rất là nhỏ thôi cô chú anh chị nhé. Em để trên lòng bàn tay như vậy cô chú anh chị tưởng tượng ra không thì lại bảo là quay nhìn lớn thế mà về cây bé không tưởng tượng được luôn. Cô chú anh chị ạ. Đấy, thì cái dòng trứng bướm này em xin phép được bán với giá là 10 con trứng bướm như vậy nhé. Với giá là 65.000. Đấy, thì em sẽ bán từ 10 con cô chú anh chị nhé. 10 con trứng bướm với giá 65.000 ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có một cái dề gà này cô chú anh chị này, một cái dề gà này. Cái dề gà này nó là giò ở dân người ta để trong nhà người ta chắc là khá là lâu rồi. Đây cô chú anh chị, bông hoa rất là to luôn. Họng nhung đen rất là đẹp như vậy ạ. Và cánh phớt tím cực kỳ là xinh. Cái chậu lan này thì cái giò này em xin phép được bán với giá là 80.000 cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị có thể mua hàng cân cũng được này, 80.000 cho giò gà nguyên bản này. Một cái chậu hạc vĩ thiên cung hoa siêu đậm đà. Hoa phải nói là cực kỳ là đậm luôn, ngắm thì mê luôn cô chú anh chị ạ. Và hiện tại đang lên mầm chi chít này, lên rất là nhiều mầm. Em bán chậu này với giá là 200.000 nhé. Và bên này thì em có sẽ có rất là nhiều những cái phần lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình ở đây rồi. Và em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt là cái chậu cái giò kiều tím, em nghĩ rằng hoa này phải nói là siêu siêu đậm đà luôn cô chú anh chị ạ. Trên cái giò này thì có hai cái loại cây ấy, cái cây này thì hoa nó sẽ nhạt hơn, còn cái này thì em nghĩ rằng là sẽ vô cùng là đậm luôn ạ. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Trước tiên là những cái cây kiều dẹt, cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái lô kiều dẹt cây xanh mướt và rất là khỏe cây như vậy. Khi cô chú anh chị sưu tầm cái dòng kiều dẹt thì với những cây mà hiện tại đặc biệt là cây thứ nhất là cây đang mùa nụ mùa hoa này, cái thứ hai thì hàng rất là xanh đẹp như vậy, thì đây là một cái cơ hội để cô chú anh chị có thể trồng được những cái cây kiều dẹt thuần, được những cái cây kiều dẹt lớn nhất cô chú anh chị nhé. Và em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị đây là cái lô kiều dẹt số 1 này cô chú anh chị này. Cái lô kiều dẹt số 1 này em xin phép bán chỉ có 190 thôi cô chú anh chị. Kiều dẹt là một trong những dòng lan kiều đẹp nhất trong tất cả các dòng lan kiều và khá là hiếm, mà hiếm hoi lắm. Từ em cũng săn rất là nhiều thì thỉnh thoảng mới có được một cái lô kiều dẹt về thôi cô chú anh chị ạ. Cây này đang nụ này đấy, mà hàng về thì cũng hiếm khi nào mà cái có được cái hàng đẹp như vậy lắm ạ. Cái lô kiều dẹt này em bán 190 cô chú anh chị nhé, là hình số 1 ạ. Và tiếp theo sang bên này đây sẽ là hình số 2. Đấy, cái lô kiều dẹt hình số 2 này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho lô kiều dẹt số 2 nhé, rất là nhiều luôn. Hình kiều dẹt số 3 đây ạ, là hai dề to mập nú rất là khỏe đẹp luôn. Đó, cái hình kiều dẹt số 3, 3 dề cô chú anh chị ạ. Và cái hình kiều dẹt số 3 này thì em xin phép được bán với giá là 210.000. Và hình tiếp theo là cái hình kiều dẹt số 4. Kiều dẹt số 4 này cô chú anh chị này. Kiều dẹt số 4 này em nghĩ rằng hoa của nó sẽ khá là đậm. Cái lô kiều dẹt số 4 này em xin phép được bán với giá 200.000, có những cây vẫn còn đang nụ nhỏ này. Và hình sang tiếp theo là hình kiều dẹt số 5, một cái phần mà có hai cái dề kiều dẹt thân rất là căng khỏe đẹp. Cái dề kiều lô kiều dẹt này em bán với giá 220 cô chú anh chị nhé. Sang tiếp theo là cái hình số 6. 6 một cô lô kiều dẹt rất là nhiều đấy ạ.
Lô này em bán với giá 200.000. Và hình tiếp theo là hình số 7, cũng là một cái lô kiều dẹt rất nhiều này, thân cũng đều tăm tắp luôn và cũng có cây còn đang nụ đây. Hình này em bán với giá 200.000. Và sang hình số 8, hình số 8 này, cái lô kiều dẹt này, này. Đấy, lô kiều dẹt này cũng thân rất là khỏe và đẹp. Cái lô kiều dẹt này em bán với giá cũng 180.000 cô chú anh chị nhá. Là hình số 8, 180 ạ. Và hình số 9 này, lô kiều dẹt số 9 đây. Cái lô kiều dẹt số 9 này thì em xin phép được bán với giá là 180.000 một lô rất nhiều. Và hình kiều dẹt số 10 đấy ạ. Lô kiều dẹt số 10 này em bán với giá là 170 cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo. Và đuôi cáo thì cái mùa này, mùa này mà cô chú anh chị trồng mà không thuần được cáo nữa thì em nghĩ rằng trong cả năm cô chú anh chị sẽ không có một cái thời điểm nào để cô chú anh chị có thể trồng thuần được cáo nữa đâu ạ. Bởi vì cái thời này, điểm này cô chú anh chị về trồng, như nhà em trồng thì mỗi một cây cáo thời điểm này trồng khoảng tầm một tuần thôi, là một tuần cho đến khoảng tầm 15 ngày là rễ nó sẽ ra rất là đẹp rồi. Và chỉ cần đến cuối năm là cô chú anh chị có những cái giò cáo rất là tuyệt vời để mà về lá sẽ hồi căng rất là đẹp rồi cô chú anh chị nhá. Đây là thời điểm quá là đẹp để cô chú anh chị thuần cáo ạ. Và các em có cái hình cáo số 11 này. 7 cây cáo, nhiều cây đang nụ đây cô chú anh chị nhá. Đấy ạ, nụ xanh lét luôn, có những cây cáo rất là to và đẹp như vậy. Và cái lô cáo số 11 này em bán với giá là 170.000 cho lô cáo số 11, có 7 cây cáo. Hình tiếp theo, hình số 12 cũng là một lô cây cáo, cây rất là lớn này cô chú anh chị này, cây cực kỳ là to, có những cái cây nụ đậm và cũng có những cái cây nụ xanh lét luôn cô chú anh chị này. Đó, về cô chú anh chị thoải mái được thưởng thức rất nhiều những cái mặt bông của cây cáo ở đây nhé. Và cái lô cáo này thì em xin phép được bán với giá bao nhiêu ạ? 170.000 cho cái lô cáo này, cây to đùng luôn, có 7 cây cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là hình số 13, cái lô cáo này là nguyên một rề, một mẹ với các cây con. Đấy, một mẹ với các cây con nhé, một mẹ với 4, 5 cây con cô chú anh chị ạ. Hàng rề thì về khi mà nó nở hoa thì bao giờ cũng sẽ rất là đồng loạt hoa. Rề cáo này em bán là 180.000 này, cô chú anh chị này, 180 cho rề này nhá, rất là đẹp. Sang hình tiếp theo là hình số 14 này, hình số 14 là 4 cây cáo lớn ạ. 4 cây cáo lớn nụ này. Đó, 4 cây cáo lớn này, hình này em xin phép được bán với giá là 170.000 cho cái hình cáo này. Có những cây là một mẹ hai ba con luôn ạ. Dạ, cái nụ của nó này, có cây nụ xanh, có cây nụ tím này cô chú anh chị này. Đây, nụ này. Đấy, 170.000 cho hình này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 15. Hình số 15 này là một cái hình cáo mà cũng rất là nhiều cây có nụ. Tuy nhiên thì cây này, hình này thì nó có nhiều cây nó bị dập lá hơn một chút xíu, nên hình này em sẽ bán với giá là chỉ có 140 nhá. Sang hình tiếp theo là cái hình số bao nhiêu ạ? Hình số 16. Hình số 16 này là cũng là 7 cây cáo, 7 cây cáo lớn cô chú anh chị này. Đây, 7 cây cáo lớn đang nhú nụ này. Và 7 cây cáo này em cũng xin phép được bán với giá là 170.000 ạ. Sang tiếp theo là cái hình số 17. Lô cáo 17 này có tổng tất cả là bao nhiêu cây? Nụ đẹp cô chú anh chị này. Có 5 cây, không phải 5 cây đâu, hơn 5 cây ấy, cô chú anh chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây cô chú anh chị ạ. 3 này, chỗ này 3 cây. 6 cây cáo, chỗ này em bán với giá là 160.000 nhá. Và sang hình tiếp theo là hình số 18. Hình số 18 này là 1 này, 2, ở đây là cây mẹ con đấy cô chú anh chị. 1 này, cây này là 1 mẹ 2 con luôn này. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5. 5 cây nhưng trong đó là có cây mẹ con đấy cô chú anh chị. Em bán là 170. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19 này. Lô cáo 19. Lô này có 7 cây cô chú anh chị nhá. Em bán với giá là 160.000 cho lô cáo này ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Hình số 20 này cũng là một cái hình cáo mà nó có tất cả là bao nhiêu ạ? 16 cây. Mà nó cũng có những cây nó bị dập lá một chút xíu như thế này. Hình này em bán thanh lý xả ấy cô chú anh chị, với giá chỉ có 120. Sang hình số 21 ạ. 13 cây cáo cô chú anh chị nhá. Mỗi một hình đều có những là những cây cáo đã trưởng thành đều có thể cho hoa hết. Và cái hình này em bán với giá là 160.000 cho hình cáo này. Có 13 cây. Và hình tiếp theo là cái hình số 22. Hình số 22 này có tất cả là 12 cây cáo ạ. Rất là đẹp. Hình này em bán là 112 cây cáo nhá. Đây, có những cây lá xếp cực xinh luôn. Đó. Ui. Cái con gì đây? Giật cả mình. Cái hình này em bán với giá là 170.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23, có 8 cây to ạ. 8 cây cáo to ở đây này. Đó, 8 cây cáo này em bán với giá là 160.000. Hình tiếp theo là hình 24, có 9 cây ạ. 9 cây cáo ở đây nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, có cây đang nhú nụ xanh lét luôn này.
Hình này em bán với giá 160 và sang hình tiếp theo, hình số 25. Chỗ này là nguyên một dề này, một dề mẹ con này. Đấy, cây đang nụ rất là xinh này, một dề thì là ba con luôn ạ, ba cây luôn này. Cái cây này cũng rất là to, nụ dài ngoằng luôn đấy cô chú anh chị này. Đấy, một cái dề cáo, một cái lô cáo rất là đẹp như vậy đấy ạ. Và lô cáo này hình số 25 này em xin phép được bán với giá là 170.000 nhá. Và sang hình tiếp theo là hình số 26. 26 một cái lô cáo này có tất cả là 11 cây. Em bán với giá chỉ có 140. Và sang bên này sẽ là một dề cáo, theo em là cái dề cáo này nguyên một dề luôn, và cô chú anh chị thấy là hoa, kiểu hoa của nó rất là giống nhau. Khi mà cái là hàng đã là hàng dề thì hoa của nó rất là giống nhau. Cái dề cáo này có tất cả 6 ngọn đấy cô chú anh chị. Thì lá rất là to. Hàng lá xếp V cô chú anh chị ạ, đây ạ. Xếp V mỗi một cây này có hai nụ luôn. Em làm nào để quay cô chú anh chị nhìn rõ nhỉ? Dề cáo cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ, 6 ngọn cáo rất là đẹp. Đấy, là chung gốc cô chú anh chị nhá. Nguyên dề chung gốc và mỗi một cây là có hai cần nụ luôn. À, cái chỗ này là có chỉ có 6 cây thôi nhưng mà có đến 9 cần hoa thì gần như là mỗi một cây là có hai nụ. Đấy, thì cái dề cáo này em xin phép được bán với giá là 700.000 ạ. 700.000 cho cái dề cáo này cô chú anh chị nhé. À, hàng lá xếp và xếp rụt siêu đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, bản lá ngắn, lá xếp đẹp. Đây. Đây ạ, rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, em xin nhắc lại giá là 700.000 và cô chú anh chị lấy thì phải cọc trước cho em, bọn em ít nhất là một nửa tiền. Thì có 9 cần hoa nha, trong đó là có 2 cần hoa nó bị gãy ấy. Hiện tại là còn có 7 cần hoa thôi cô chú anh chị. Để chơi thôi. Sau bên này đây sẽ là những cái cây HO. Hàng chuẩn ươm ki cô chú anh chị mình nhá. Chuẩn ươm ki luôn đấy ạ. Và những cái cây HO này năm ngoái, thời điểm năm ngoái em mua rơi vào 22 triệu rưỡi cho một sen cô chú anh chị ạ. Và thời điểm bây giờ thì phải nói là rơi đáy và không ai người ta còn tính sen nữa rồi. Đấy, và đây cũng là một cái mặt bông mà rất là đáng sưu tầm. Với chậu này là chậu 28 này, HO 28 nhá. Một mẹ một con rất là đẹp như vậy, một mẹ một mầm rất là đẹp như vậy, em bán 450. Hình tiếp theo sẽ là hình số 29. Cái chậu này là một mẹ hai mầm, hai mầm này đến cuối năm chắc phải dài ít nhất là 40 sen. Em bán chậu này với giá 480 và hình tiếp theo hình 30. Đấy, cũng là một mẹ hai mầm siêu lực đẹp luôn và cái chậu này em bán 520. Hình số 31 450 này cô chú anh chị này, chậu này hai mầm gốc một mẹ này. Và chậu số 32 một mẹ hai mầm. Đấy, mẹ cũng dài tầm 20 sen, trên 20 sen rồi, em bán là 480. Chậu này là hai mầm ạ, cô chú anh chị này, hai mầm nhá. Hai mẹ hai con, em bán với giá là 500.000. 34 là Phú Thọ. Hai ki rất là trên thân rất là đẹp, 108. Hình 35 108 và Phú Thọ 36 cũng với giá 106 và 37 150. 38 202 với 2 kg trên thân một mầm gốc và hình số 39 200.000 Phú Thọ cô chú anh chị nhé. Hình 40 là một cái giò quế nguyên bản. À, cái giá thể của nó cũng bị mục rồi ạ. Giá thể của nó bị mục rồi cô chú anh chị nhé. Một giò quế nguyên bản. À, cô chú anh chị nhìn cái chất lá giúp em, hàng của lá quế xếp rụt và bản lá tròn cực kỳ là đẹp nhá. Cái cây này thì em rất là khó mà quay được tất cả cây thế của nó đây nhá. Em quay như thế này thì cô chú anh chị chỉ nhìn thấy một cái cây này thôi đúng không ạ? Cái chỗ này thì nó có tất cả là ba ngọn cực kỳ là đẹp này cô chú anh chị này. Thứ nhất là cái ngọn này nhá, rất là đẹp luôn rồi đấy ạ. Đây nhá. Em quay như thế nào để cô chú anh chị nhìn thấy. Ngọn thứ nhất này. Ngọn thứ hai xếp về thẳng tắp này cô chú anh chị này. Cái này thì về cô chú anh chị dùng cây cô chú anh chị căng nó lên ấy, nó sẽ rất là đẹp luôn ạ. Và ngọn thứ ba dưới này và ngọn thứ tư là cái ngọn con ở bên dưới này. Nói chung là có bốn ngọn mẹ con tất cả này. À, sang bên này còn có một ngọn nhỏ nhỏ này nữa. Thành là 5 ngọn ạ cô chú anh chị nhá. Cái chất lá thì rất là tuyệt vời luôn, cái giò quế này này. Tổng thể rất là đẹp. Cái ngọn quế lá to tròn, chất lá cực đẹp. Và cái giò quế này thì em xin phép được bán với giá là 480 cho giò quế này. 480.000 cô chú anh chị nhá. Chất lá cực kỳ là đẹp luôn. Sang hình tiếp theo. Này em quay cô chú anh chị nhìn thấy xếp rụt rất là đẹp đúng không ạ? Hình tiếp theo sẽ là hình số 41. 41 là một cái dề gồm có 3 ngọn quế, chất lá cũng to đẹp tuyệt vời như thế này. Hình này em bán 290 nhá. À, 42 và cô chú anh chị trồng bây giờ thì đến tháng 8, bây giờ là tháng 5 rồi đúng không ạ? Tháng 8 cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những giò quế rất là tuyệt vời luôn đấy ạ.
Hình này có 4 ngọn quế này, về cô chú anh chị làm được một giò quế siêu đẹp luôn rồi đúng không ạ? Và cái hình này thì em xin phép được bán với giá là 340.000. 340.000 cô chú anh chị sở hữu ngay một giò quế, cô chú anh chị lên giò không thôi thì chắc là cũng có khi đáng giá tiền triệu luôn cô chú anh chị ạ. Cây quế rất là đẹp. Sang hình bên này sẽ là hình số 43. Hình 43 này một có ngọn quế thẳng tắp này. Và bên này sẽ là hai ngọn mẹ con, hai ngọn một cặp đôi xếp rụt đấy ạ. Với cả một cái cây con đây nữa nhá. Và hình này thì em xin phép được bán với giá là 300.000. Sang hình tiếp theo là một cái hình số 44. Hình này có 6 cây quế xếp này, xinh lung linh luôn cô chú anh chị này. Đó, 6 cây quế này em xin phép bán 260. Cái hình này không hiểu làm sao mà sót ở đây. Hình tiếp theo là cái hình quế số 45. 45, hình này là đây cô chú anh chị nhìn này, là một cái giò quế hoàn toàn là những cây quế xếp, có tổng là 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 7 ngọn quế tất cả nhé cô chú anh chị nhé. Em bán giò này với giá 800.000. Giò quế nguyên đoàn. Bên này là một cái rễ quế hình 46, 500.000 cho cái rễ quế này, có hai này. Cái chỗ quế này về cô chú anh chị là một giò cực kỳ là đẹp luôn. Cái chỗ quế này là 6 này, 3 này, 3 này, 7 ngọn quế. 7 ngọn quế cô chú anh chị ạ. 7 ngọn quế xếp ở đây nhá. Bây giờ em chỉ bán có 500.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số, cũng là một cái hình quế nguyên bản, hình 47 nhá. Cái giò quế nguyên bản 47 này có tổng tất cả bao nhiêu ngọn đây ạ? 2. Chỗ bên kia là 4 ngọn, bên này 2 ngọn nữa là tổng là 5 ngọn ở đây. Giò quế này em xin phép được bán với giá là 440.000 cho giò quế này nhá. 440.000 ạ. Và hình 48 ở dề thông đất, rất là to khủng luôn. Đấy, rất là to khủng luôn, mướt cực đẹp luôn cô chú anh chị này. 320.000 cho cái rễ thông đất này, em có bán hàng cân bên kia nhé. Cô chú anh chị lấy hàng cân bên kia cũng được, với giá 101 thôi. Và hình quế hình bên này là hình 49, với giá em bán là 290.000, khổng lồ luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 50, một cái chậu cáo cuối cùng đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em một cái chậu cáo, em nghĩ rằng là khá là VIP ạ. Cây xếp V thẳng tắp luôn này cô chú anh chị này, 2 này, 4 này, 6, 8 cặp lá nhá cô chú anh chị nhá. Một cái cần hoa rất là đẹp ở bên này ạ. Và cây bên này cũng là cây xếp này, cây này cũng đang cần hoa rất là dài đây. Cây bên này nữa, cây bên này cũng lá quá là to đẹp luôn, trời ơi, nhưng mà rất là tiếc luôn, cây này bản lá rất là to luôn. Đấy, cũng đang có một cái cần hoa đây nhá. Và cái giò cáo này nhưng mà rất là tiếc là bị dập, dân người ta lấy về không cẩn thận nên là bị dập mất cái lá này ấy, cô chú anh chị. Cây giò cáo rất là đẹp này, em xin phép được bán với giá là 320.000. Và cô chú anh chị lấy thì cọc trước cho bọn em 100.000 cho chậu cáo này nhé. Và cái chậu này thì trồng bằng chậu đất nung ấy, nên là khá là khó vận chuyển đi, thì nhiều khi nó cũng sẽ có bị rủi ro đấy ạ. Và bên này đây thì em có một cái giò kiều tím. Cái giò kiều tím này thì em nghĩ rằng là ít phải nọ đây, hiếm hiếm mà có được cái giò kiều tím, cái nụ nó đậm như thế này cô chú anh chị này, nụ đậm mà đen xì luôn á cô chú anh chị. Đây là nguyên ở chỗ này là em có hai rễ cô chú anh chị nhá, hai rễ cái kiểu gần như là cái kiểu hoa của nó là như nhau. Sao ấy cô chú anh chị nhỉ? Đây này, em thấy là cái bên này thì chưa thấy sổ hoa đâu. Chỗ này là có 3-4 rễ kiều ấy, chỗ bên này là chưa nở hoa nhé cô chú anh chị nhá. Còn rễ bên này thì nó có nụ trước rồi này, một nụ này, hai nụ này. Nụ tím đậm luôn. Ôi, ba nụ này. Bốn nụ đây cô chú anh chị. Bốn nụ tím đậm như nhau nhá cô chú anh chị nhá, rất là tím luôn. Còn cái bên này thì là cũng là kiều tím nhưng mà cái lá của nó mỏng hơn và em thấy là cái độ tím của nó thì ít hơn. Đấy. Ngoài rễ kiều như vậy, em nghĩ rằng là đây nó sẽ có ba mặt bông, nhưng mà trước tiên là em chỉ bán cái rễ này thôi này. Giá trị ở cái giò kiều mà rất là tím đậm này. Cái giò kiều này cô chú anh chị nào mà muốn sở hữu thì em bán 800.000 và lấy thì cọc trước cho bọn em ít nhất là 200 cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị nào mà muốn sở hữu cái chậu kiều tím lịm mà gọi là hiếm khi mà gặp ấy cô chú anh chị, đây. Cô chú anh chị nhìn kỹ giúp em. Đó. Thì em bán xin nhắc lại giá ở đây là 800.000 ạ. 800.000 cho giò kiều tím này. Bên này đây thì em có rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan cũng như đặc sản vùng miền Cao Bằng, miến rong phe đén 100.000 cho một túi 1 kg, táo mèo khô 100.000, rễ mỹ tần 120, tầm gửi cây chanh 220 và tầm gửi cây miến 190 nhé. Và măng mầm khô, măng lưỡi lợn thì giá là 200.000. Và bên này là cái gì đây nhỉ, nấm ngọc cầu với giá em bán là
150.000 cho một túi 1 kg. Ở bên này đây thì rất là nhiều những cái đặc sản của vùng miền cao. Bên này đây là những cái chế phẩm dành cho hoa lan nhé. Vỏ thông với giá là 20.000 cho 1 kg. Em có size 1, 2 và size vỏ thông vụn ạ. Dớn vụn một cái giá thể chống lan tuyệt vời luôn nhé các chú anh chị nhé. Em bán với giá là 40.000 cho 1 kg, được rất nhiều. Và rêu rừng khô cong sạch sẽ với giá 50.000 cho 1 kg, được rất nhiều luôn. Sang bên này là rất là nhiều những chế phẩm dành cho hoa lan ạ. Atonic là 10.000 cho một gói nhé. Duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp đây nhá các chú anh chị nhá. Và B1 Thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ, Super Thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 các chú anh chị nhá. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá là 30.000 cho một lọ, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Cát tan đặc trị thối nhũn với giá 35.000 cho một lọ cát tan đấy ạ. Và bên này sẽ là cái sản phẩm đặc trị côn trùng 70.000 cho một lọ này. Kim Kim Boom cũng là dòng đặc trị thối nhũn với giá 25.000 cho một gói nhé. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói. Một túi 1 kg với giá em bán 50.000. Một túi kia em quên mất mang dao rồi. Bên này sẽ là sản phẩm cũng là Chicho Đề Ma, một cái hộp như vậy với 1 kg em bán là 130.000. Và phân bón dạng túi lọc ạ. Một hộp như vậy 20 túi lọc bên trong, cung cấp dinh dưỡng cũng như kích rễ tuyệt vời với giá 35.000 trong cái hộp như vậy nhé. Đặc biệt sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân châu và đỗ tương, đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, em bán với giá là 35.000 trong cái túi như vậy thôi. Cô chú anh chị chắc chắn nếu như đã từng mua phân châu ở những nơi khác chắc hẳn sẽ cực kỳ là bất ngờ với cái giá mà bên em bán rẻ ở đây, bởi vì đa số người ta đều bán không dưới 60.000 mà chỉ có phân châu qua nén viên thôi cô chú anh chị nhé, xử lý và nén viên thôi. Còn bên em không chỉ có phân châu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương. Và với những cái thành phần như vậy thì em nghĩ rằng nó sẽ cung cấp một cái giá trị dinh dưỡng tuyệt đối và tuyệt đối nhất để cho cây trồng phát triển một cách tuyệt vời nhất. Và cô chú anh chị thoải mái trộn giá thể cũng như là bón thoải mái mà không sợ bị hỏng cây cô chú anh chị nhé. Một cái sản phẩm mà hiện tại rất nhiều nhà vườn người ta đang tin và sử dụng rồi. Giá thành thì quá rẻ mà chất lượng thì cực kỳ là hoàn hảo ạ. Bên này đây thì em có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán 40.000 cô chú anh chị nhé. Có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn ạ. Và cái tinh dầu hồi này thì cô chú anh chị thấy là nhiều chắc chắn là nhiều gia đình đã từng sử dụng những cánh hoa hồi cho vào cái món ăn để tạo hương vị cũng như là tạo độ ngọt tuyệt vời cho món ăn, cũng như là có nó rất là có tác dụng rất là tốt với sức khỏe đúng không ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.